Cứ đúng ngày rằm tháng 6 âm lịch, 11 dòng họ của làng Hương Nao xưa, nay là 4 thôn Tiến Bộ, Văn Minh, Đông Tân và Mỹ Triều của xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, lại tiến hành rước các vị thần tổ về đền Hương Nao để thực hiện các nghi thức tế lễ. Đây là một phần quan trọng của lễ Kỳ Phúc Lục Ngoạt được tổ chức tại Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh đền Hương Nao. Theo đó, lễ được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh công đức to lớn của các vị tướng quân trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Năm nay, ngoài phần lễ thì phần hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động thể dục, thể thao. Các cái dòng họ rước thần tổ của mình về đây để cầu trong dòng họ của mình được mạnh khỏe, hạnh phúc và tất cả con cháu đi xa cũng như người nhà có một cái sự đoàn kết, có một sự nhớ về cái tổ tiên, nhớ về dòng họ và nhớ về cái cội nguồn. Trong dịp rằm tháng 6 âm lịch năm nay, tại Di tích Lịch sử Văn hóa Đền thờ và Mộ Đức Đại Vương Nguyễn Đăng Minh ở thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên cũng diễn ra lễ Kỳ Phúc Lục Ngoạt. Lễ hội được tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Đại Vương Nguyễn Đăng Minh với nhiều chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi. Trong ngày này, người dân tập trung dâng hương và các vật phẩm cùng các nghi thức cúng tế trang trọng, linh thiêng. Lồng ghép vào các cái tổ chức, vào các cái lễ thì cũng đưa vào các cái hoạt động văn hóa dân gian và cùng nhân dịp đó để rồi là bà con nhân dân đến thắp hương là kính viếng ngài và để rồi là cầu mong nhân dân trên địa bàn toàn xã luôn được là bình an. Lễ Kỳ Phúc Lục Ngoạt được ấn định vào các ngày trung tuần tháng 6 âm lịch. Tại Hà Tĩnh, lễ được tổ chức tại nhiều di tích mang tính cộng đồng với ý nghĩa ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có công với đất nước, địa phương. Ngoài ra còn là sự kỳ vọng, ước muốn về những điều thuận lợi, may mắn đạt được trong đời sống, cũng như công việc, làm ăn, buôn bán. Theo thống kế của chúng tôi thì hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh thì có hàng trăm di tích đều tổ chức cái lễ hội này trong năm. Hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã thống kê, kiểm đếm và cũng đã có hướng dẫn để các cái địa phương tổ chức cái lễ hội này ngày càng tốt hơn. Thông qua cái lễ hội Kỳ Phúc Lục Ngoạt thì chúng tôi thấy rằng thì đây là một cái lễ hội mang dấu ấn văn hóa của người Việt và đặc biệt là của nền văn minh nông nghiệp. Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, lễ Kỳ Phúc Lục Ngoạt còn là dịp để người dân địa phương tăng cường mối đoàn kết, giao lưu gặp gỡ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cũng như lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.